bán thửa đất đường xe ba gác cặp kênh, khu dân hiện hữu nha anh chị. Ở điện nước wifi có sẵn, kênh thoáng mát luôn, vỏn vẹn chỉ 317 triệu một công, gần lộ cao tốc Dân Sinh luôn nha. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Em là Bảo Thiện Ngô, đến từ nhà đất Trần Ngô. Thì ngày hôm nay Bảo Thiện đang có mặt tại vị trí là xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tại đây thì có gần 4 công đất nở hậu, thì thấy khá là đẹp luôn. Và chủ kêu chỉ có là 317 triệu một công, đường của mình đang có dự án mở rộng ra đan 3m thông thẳng về Dân Sinh cao tốc của mình luôn nha anh chị ơi. Trước hết Thiện xin khái quát một chút về tuyến đường cũng như hướng đi của mình nha anh chị. Dạ, đường của mình thì đường đá xanh, đường này thì xe ba gác, xe lô nhỏ của mình là mình vào thoải mái nha, để anh chị có thể là xây nhà, cải tạo đất, cải tạo vườn của mình luôn. Đặc biệt anh chị, mình cặp kênh nữa, thì con kênh này mấy cái loại xà lan cũng như xuồng nhỏ thôi nha anh chị, mình có thể là vào đường. Thì anh chị có hai đường, đường thủy và đường bộ cho mình luôn, cũng như là trong cái quá trình tưới tiêu, xả thải và cái độ phù sa cho nguồn nước của mình, nó sẽ chủ động hơn cho mình nha cô chú và anh chị. Hướng này nè, mình đi thẳng chỉ có 500m thôi, anh chị sẽ gặp với lại đường ô tô của mình. Từ đường ô tô mình rẽ phải ha, anh chị di chuyển thẳng về chợ, trường học, ủy ban Tân Phú của mình, tầm khoảng là 2km. Ở ngay đó anh chị rẽ trái ha, là mình sẽ di chuyển sâu về ngã ba ấp Bắc cũng như ra quốc lộ 1A của mình, tầm khoảng là hơn 3km nha. Vị trí của mình, anh chị về thành phố Mỹ Tho, em lấy điểm là Trung Lương, tầm khoảng là 18km, và anh chị ra bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh mình tầm khoảng là 75km nha. Đất của mình mặt tiền xoay về hướng Chánh Đông, một cái hướng làm ăn khá là êm luôn. Và đất của mình còn nở hậu nữa, nở hậu ra chữ L nha cô chú và anh chị. Và thửa đất ngày hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho cô chú và anh chị nằm ngay đây nha. Dạ, nằm ngay đây nè anh chị. Hiện tại là mình đang mần lúa nha, lúa của mình thì cũng đang ra bông rồi. Dạ, với tổng diện tích đất mình là 3.944m², mình đã có sẵn sổ hồng riêng, anh chị về công chứng khi nào cũng được ha. Có mặt ngang của mình, anh chị tính từ nửa cái bờ mương bên này nè, đo ngang qua cho Thiện, tới cái khớp ngay đầu anh Khang đang đứng của mình là 29.4m. Thì mình có chiều sâu ở cạnh bên trái anh Khang là 75, và ở cạnh bên phải tại Thiện đây là 24m rưỡi. Chiều sâu và 24m rưỡi mình đụng, mình bo ngang qua sâu đít căn nhà này nha anh chị. Ở sâu đít cái căn nhà kế bên này nè, mình nở hậu sâu đít căn nhà này là thêm 32m nữa, và dài tới cuối đuôi đất. Và phần hậu của mình bung nở ra đến là gần 60m luôn. Thì Thiện sẽ để cảnh bản vẽ ngay trên màn hình cho cô chú và anh chị mình tiện tham khảo nha. Hiện tại cái thửa đất của mình đang mần lúa nha anh chị. Lúa của mình thì cũng đang ra bông luôn nha. Đó, anh chị thấy nè, có dấu mấy gặt vào luôn. Lúa đang ra bông luôn nè anh chị, khá là tươi tốt luôn hen. Đó, khu vực này thì người ta trồng lúa là chủ chốt nha anh chị. Anh chị cô chú mình có thể muốn thì mình có thể là lên vườn trồng mít, trồng dưa, trồng những loại cây ăn trái mình yêu thích ha. Đường của mình thì hướng này mình có thể di chuyển thẳng sâu về lộ Dân Sinh cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận của mình luôn ha, chỉ có 70m thôi. Tuy nhiên á anh chị, đầu đằng kia có một số nhà dân xây dựng hơi quá so với cái đường của mình, thì sau này nhà nước của mình đã giải tỏa đền bù xong rồi, và lúc đó đường của mình ô tô xuyên suốt để thông thẳng ra Dân Sinh cao tốc của mình sẽ là đường ô tô đan 3m luôn nha. Đó, thì Thiện qua cái vị trí bên này, ngay cái vị trí anh Khang đang đứng thì nó có một cái khất, và cái khất đó là khất ranh của mình nha. Thiện xin nhắc lại là với bề ngang của mình là 29m4, phần hậu sâu vào cạnh bên trái này đây á, lên đến cái chiều sâu đến là 75m luôn. Và ở cạnh bên phải, ở ngay chỗ anh chủ đang đứng á, là 24m rưỡi. Đó, bắt đầu nở hậu ra thêm 32m nữa, dài tới cuối đất, và phần hậu của mình bung ra đến là gần 60m, giống như chữ L luôn nha anh chị. Đó, đây là một cái thửa đất mà Thiện thấy anh chị cô chú mình có thể cân nhắc, bởi vì giá thành thì Thiện thấy là cũng ok, cặp kênh luôn nha. Giá là 317 triệu một công, hết diện tích gần 4 công đất của mình, chủ kêu với giá là 1.250.000.000, bao giấy tờ. Dạ, anh chị cô chú quan tâm hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho Bảo Thiện 0789 096379, hoặc là anh Đình Khen 0367 090298 để về trực tiếp xem đất, thương lượng bất lọc với chính chủ, chốt cọc công chứng liền tay chính chủ luôn nha anh chị ơi. Dạ, anh chị ơi hãy đăng ký kênh nha, để chúng em có thể là cập nhật thêm nhiều bất động sản đẹp, giá rẻ, giá thành tốt nhất cho cô chú và anh chị tham khảo nha. Hiện tại nhà đất Trần Ngô đang xây dựng trên 3 kênh. Đầu tiên là kênh YouTube nhà đất Trần Ngô, cũng như là Khang nhà đất Trần Ngô Tiền Giang. Facebook nhà đất Trần Ngô, Bảo Thiện cũng như là Khang Trần. Và cuối cùng là kênh TikTok của chúng em mang tên là Bảo Thiện Ngô và Khang Trần BDS nha. Mong cô chú và anh chị ủng hộ nha. Dạ rồi, Bảo Thiện xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị những video clip tiếp theo nha.